Buka xuất hiện có một điểm gây chú ý. Suốt thời gian qua, Buka liên tục vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần một năm đám cưới với Sĩ Tử Kiệt. Nguyên nhân xuất phát từ việc Buka có gương mặt tròn trè, ưu tiên diện trang phục rộng, giấu dáng và hạn chế tham gia các sự kiện hơn trước. Mới đây, Buka bị bắt gặp xuất hiện tại một sân khấu thành phố Hồ Chí Minh khi đi cúng tổ. Bà xã Sĩ Tử Kiệt chọn trang phục đơn giản. Trong một vài khoảnh khắc, Buka để lộ vòng bụng to thấy rõ. Nữ diễn viên tiếp tục diện áo thun rộng thùng thình như để che chắn đi vóc dáng đang thay đổi của bản thân trước công chúng. Từ đây, dân tình càng thêm có cơ sở để tin rằng Buka đang mang thai con đầu lòng với Sĩ Tử Kiệt. Trước đó, Buka từng lên tiếng phủ nhận chuyện mang thai vào tháng 4 2024. Sao nhiều người nói em có bầu quá vậy? Mặt mọc em dám có bầu lắm hả ta? Em chưa có tin vui, khi nào có em thông báo cả nhà cùng vui. Sau khi về chung nhà, Buka và Sĩ Tử Kiệt chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và dành thời gian để du lịch tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Phương Lê bất ngờ tuyên bố điều này chắc nịch. Vũ Luân và Phương Lê là cặp đôi đang nhận nhiều sự quan tâm cộng đồng mạng. Mới đây, Phương Lê đăng tải ảnh ôm chặt Vũ Luân cùng lời khẳng định một năm nhưng cứ tưởng một đời. Trước khi tổ chức lễ đính hôn vào đầu tháng 8 2024, Vũ Luân và Phương Lê đã có một năm quen biết, tìm hiểu rồi tiến đến mối quan hệ tình cảm. Phương Lê luôn dành cho Vũ Luân những chia sẻ ngọt ngào và không ngại khoe ảnh thân mật, tình tứ của hai người lên mạng xã hội. Bất chấp những ý kiến trái chiều và nghi vấn thực hư chuyện tình cảm của Vũ Luân và Phương Lê, cụ hoa hậu quý bà từng chia sẻ, từ khi tôi với anh Luân công khai tình cảm thì mọi người cảm thấy vô lý nên không chấp nhận rồi tấn công. Mỗi lần tôi với anh Luân live stream thì luôn nhận những lời nặng nề, riêng anh Luân là bị nói về vấn đề giới tính. Chúng tôi cưới nhau thật sự, tình cảm là từ trái tim của hai đứa. Tôi không biết mọi người nghĩ sao mà cứ nói về giới tính của anh, hay là vì thấy anh bao nhiêu năm qua không có vợ. Không chỉ kết duyên vợ chồng, Vũ Luân Phương Lê còn kinh doanh chung và cùng nhau thực hiện nhiều dự án thiện nguyện. Mới đây nhất, cặp đôi có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến cứu trợ đồng bào miền Bắc sau cơn bão lũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.